ca sĩ TJ Phương Trinh sinh năm 1966 và từng là một ca sĩ hải ngoại được nhiều người chú ý. Trên sân khấu, cô là một nghệ sĩ có phong cách gợi cảm, vũ đạo nóng bỏng và giọng hát máu lửa. Ngoài âm nhạc, TJ Phương Trinh còn được khán giả Việt Nam biết đến với vai trò là một diễn viên. Với những ai từng xem phim Sương Gió Biên Thùy có lẽ không thể quên được hình ảnh một cô gái có mái tóc vàng với chất giọng lơ lớ nhưng có tài cưỡi ngựa và bắn súng cực siêu. Tuy nhiên, cái tên TJ Phương Trinh được chú ý nhiều hơn khi kết hôn với ca sĩ Bằng Kiều vào năm 2000. Sau khi kết hôn, cô lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng và cả hai đã có với nhau ba cậu con trai. TJ Phương Trinh từng khoe Bằng Kiều là người hết lòng yêu thương vợ con, luôn chăm lo mọi việc chu đáo trong gia đình. Mặc dù vậy, sau 10 năm chung sống, chính cô là người đưa ra quyết định ly hôn giọng ca Trái Tim Bên Lề. TJ Phương Trinh khẳng định chuyện cô và Bằng Kiều ly dị hoàn toàn trong êm đẹp. Cả hai từng cho nhau quãng thời gian hàn gắn nhưng không được nên việc ra đi là đương nhiên. Cho đến nay, cặp đôi vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và cùng nhau chăm sóc con cái khôn lớn. Ca sĩ Kim Ngân tên thật là Lý Kim Ngân, sinh ngày 6 tháng 6 năm 1963, là một nữ ca sĩ được biết đến với giọng ca ăn khách xinh đẹp và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại vào đầu thập niên năm 1980. Kim Ngân sang Mỹ từ năm 1975 với mẹ và hai em, một trai một gái. Năm đó Kim Ngân mới 12 tuổi và không thạo tiếng Việt, vì hồi ở Việt Nam chỉ học tiếng Pháp từ lúc 5 tuổi cho tới khi đi Mỹ. Khi chưa rời Việt Nam, gia đình cô từng sống ở đường Hoàng Diệu, quận 4, có mẹ làm tài phán. Tiếng nóng của người Sài Gòn xưa chỉ người điều phối nhóm vũ nữ Nguyễn Phúc Ưng Thi, chủ đạp Cinerex ở quận nhất Sài Gòn. Đến năm 1983, cô bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật và khi đó người giúp đỡ cô chính là nhạc sĩ Trường Hải. Kim Ngân kết hôn năm 19 tuổi và ly dị năm 29 tuổi. Nhưng khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Kim Ngân lại sa ngã lao vào cuộc sống buông thả, khiến cô dần bị giới nghệ sĩ xa lánh và bị loại khỏi thị trường âm nhạc tại hải ngoại. Những cú sốc liên tiếp, Kim Ngân gặp phải nhiều sang chấn tâm lý, ảnh hưởng trầm trọng tới thần kinh và trí não. Lâu dần, Kim Ngân trở thành người khác, đi lang thang quanh các khu phố của người Việt tại Mỹ.